Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 50 đô la cái tóc cần sai in. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm chọn start để bắt đầu. Rồi sau đó bấm chọn continue và nhập kết quả phép tính. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram. Chọn join, quay trở lại, sau đó là retweet bài đăng ở trên Twitter. Ok, bấm chọn theo dõi. Chọn like và chọn trích dẫn, sau đó tag tên của nó vào. Ok, chọn tweet lại. Rồi sau đó sẽ quay trở lại bot và mọi người sẽ kéo lên, chọn don. Rồi sau đó nhập username của Twitter. Rồi tiếp tục chọn don và nhập địa chỉ ví BSC. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.